Với Long từ đầu là con không thích. Nói chung là ghét đó. Nói chung là ghét đó. Bọn con là thường hay đánh yêu một cách quá đáng mà đánh thì đau thật. Ừ, hay đúng. Đánh mà mỗi lần là không phải kiểu như là nhài đâu mà đánh đi ra là phát nhài luôn. Ngồi sâu vô con. Dạ vâng. Dạ hai bạn. Em có nhận ra bạn này không? Có gặp nhận ấy, nhận ra liền. À, quá nổi tiếng luôn. Thì đó. Đây là gia đình Thủng Long. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Thì tên của con là Phan Tuyết Nga. Con thì sinh năm 93 thì hiện tại thì con và chồng con đều làm là sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội ạ. Và bình thường thì ở nhà thì con hay được gọi là bom. Ở trên mạng cũng sẽ gọi là bom. Hello bếp bom. Con ơi. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ, cùng với tất cả các khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Tên thật của con thì là Tụ Long ạ, Trần Tụ Long. Con chứ không phải Tự Long hả? Dạ không ạ, không ạ. Tụ Long. Tụ đi ạ, tụ đi ạ. Nguyên một bầy rồng, nó tụ lại, Nhưng mà con chưa nói mình bao nhiêu tuổi nè. Dạ con, cả hai vợ chồng con đều là sinh năm 1993. 93. Con tuổi năm nay là bọn con 30 tuổi. Rồi, thế bây giờ mình đang làm gì luôn nè? Dạ vâng, cả hai vợ chồng con thì đều đồng hành cùng với nhau trong rất là nhiều công việc khác nhau. Và thời điểm hiện tại thì bọn con đều đang là những nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Cái cơ duyên nào mà các bạn biết nhau? Ở mình lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Dạ, bọn con thì ngày xưa là dân nhảy, họ đi nhảy với nhau từ hồi đại học ấy ạ. Ấn tượng của con với Long từ đầu là con không thích. Nói chung là ghét đó. Nói chung là ghét đó. Tại sao vậy? Vì là cái bọn con hai nhóm khác nhau và có cơ hội là được tham gia tập cùng nhau trong những cái dự án chung ấy ạ. Thì cái lúc đấy là bọn con tập xong thì con cũng khá là mệt. Vô tình con ngồi cạnh Long. Thì lúc mà con ngồi xuống con ngỡ bị ngã nhẹ phát vào người Long. Thì Long đẩy con ra. Kiểu tránh ra kiểu vậy ạ. Thì lúc đấy con cảm thấy là ôi ông này sao mà bị vô duyên đấy. Là con không thích. Bây giờ phải hỏi Thủng Long, tại sao một người đẹp như thế ngã vô người mình, tại sao mình không hứng mà mình lại xô? Hồi đấy là con hoạt động khá là sôi nổi và cái tính tình của mình thì cũng hoạt bát và năng lượng. Thêm một cái khía cạnh nữa, hồi đấy mình cũng trẻ nên là mình cũng chưa nhận thức được tất cả những cái hành động của mình là nó mang tính chất kiếm nhã hay không. Và lúc đấy vì là còn cái môi trường mà mình làm việc và hoạt động còn là rất nhiều bạn bè đồng trang lứa với mình nữa, cho nên là đối với con ở thời điểm đấy thì cái hành động mà con xô bạn ấy ra là một hành động con đang cố gắng trêu và đùa với bạn ấy thôi. Để cố gắng tạo ấn tượng với một cách là với một cái ý là mình là một người thoải mái và thân thiện. Tức là con tạo nét nhưng mà lại bị nhầm đường ấy. Dạ vâng, bị vô duyên ạ. Vậy thì làm sao hai đứa sau đó là tiếp cận với nhau? Không hiểu lý do vì sao. Thực ra cái thời điểm đầu ấy ạ, là Long khá là nhiều bạn nữ thích. Mà lúc đấy thì con còn đang độc thân. Mọi người cũng hay hỏi là con có người yêu chưa, có mà con chưa có. Thì không hiểu lý do vì sao cả nhóm cứ hay kiểu gán ghép ấy. Vâng. Nhưng mà đến một cái sự kiện khá là gọi là bất ngờ. Lúc đấy là con tập nhảy ở trên nhóm xong con về thì con quên điện thoại ở trên phòng. Thì con không biết gọi cho ai cả mà con chỉ nhớ số của một anh ở trong nhóm con thôi. Con gọi điện cho anh ấy thì anh ấy vô tình ở cạnh Long. Mà cái bạn mà cầm điện thoại của con thì trong nhóm của Long. Thì Long mới trêu con là cậu có yêu tớ không? Thì lúc đấy Long chỉ trêu thôi, tại vì cái tính của Long lúc đấy là hay thích trêu các bạn nữ ấy. Rất tạo nét đấy. Vâng, tạo nét ạ, vâng. Thì lúc đấy con mới bảo với Long là dở hơi à, mất điện thoại rồi còn trêu. Xong Long bảo là trả lời đi, có yêu tớ không? Trả lời đúng thì tớ mới nói điện thoại ở đâu. Thì lúc đấy con mới trêu lại là ừ thì yêu. Đấy, con mới trêu thế thôi. Đến lúc sau buổi tối về, Long mới viết một cái status ấy ạ, lên trên Facebook ấy, là hôm nay được người ấy tỏ tình. Nên là từ cái sự kiện đấy tất cả mọi người trong nhóm được càng trêu nhiều hơn. Nhưng mà đến mãi về sau này khi mà bọn con lập gia đình ấy, có con, thì thấy lại đấy là thực ra là cái định mệnh ấy ạ. Tại vì là ở cái thời điểm mà Long viết cái status đấy là ngày 20 tháng 9 năm 2012. Thì sau đấy đúng 9 năm là ngày 20 tháng 9 năm 2021 là con gái đầu lòng của bọn con ra đời. Số 1 và số 2 đổi chỗ với nhau thôi ạ. Đúng 9 năm. Đó, khi nào thì con mới nghiêm túc với tình cảm với cô này? Đã, thực ra thì cái thời điểm đầu tiên mà con ngỏ lời với cả vợ con ấy là ngỏ lời là muốn làm bạn gái. Thì thực ra lúc đấy con chưa có ý định nghiêm túc. Đấy, con nói thật. Nhưng mà cái cảm xúc của mình nó được xây dựng dần dần theo thời gian.
thì mãi cho đến một cái thời điểm là sau cái quãng thời gian mà bọn con có chia tay một năm đấy, thì lúc đấy là cả hai bọn con đều có một cái sự thay đổi về mặt suy nghĩ và tâm lý của mình. Cái khoảnh khắc mà bọn con quay lại chính là cái thời điểm mà con xác định là mình muốn được trưởng thành hơn, mình muốn được đi đường dài hơn với bạn gái này. Nhưng mà cô hỏi là lý do gì mà tụi con chia tay nhau? Cũng là bởi vì con cảm thấy là đây là một mối quan hệ nó không được an toàn ấy. Tại vì là lúc đấy thì khi mà bọn con yêu nhau một năm đầu tiên ấy, thì Long vẫn đang rất là thoải mái, bay kiểu nhảy. Bay nhảy và không có cái gì kiểu đi quá giới hạn, nhưng mà thích nói chuyện các bạn nữ khác. Và cái cảm xúc đấy của con thì con cảm thấy là con không muốn không muốn ở cái thế kiểu gọi là phải chịu đựng cái cảm xúc đấy. Con trải qua một quãng thời gian như thế thì con mới bắt đầu cảm thấy là nếu như mà mình đặt cái việc mình đi tìm kiếm vẻ đẹp hay là tìm kiếm nhan sắc là trở thành một trong những cái tiêu chí để chọn bạn gái cho mình, hay là nếu như mà mình có thể nghĩ xa hơn và chọn bạn đời cho mình, thì có vẻ cái tiêu chí này nó không phù hợp nữa. Tại vì thực sự là ngày hôm nay mà có bạn nữ này sinh, ngày mai chắc chắn sẽ có bạn nữ sinh hơn. Đúng rồi. Vì thế cho nên là mình nên thay đổi cái tiêu chí của mình đi, bởi vì cái mong muốn cuối cùng của mình là mình muốn đạt được cái điểm hạnh phúc lớn nhất. Vậy là cả hai đều thay đổi để mà hướng tới một cái tình cảm nó lâu dài hơn. Vâng. Và sau cái lần chia tay đó thì là chắc có lẽ là cưới luôn chứ đúng không? Vâng, bọn con yêu nhau độ 6 năm. 6 năm nữa. Sáu năm nữa. Đúng không? Nhưng mà tại sao lại yêu nhau lâu tới 6 năm mới cưới vậy? Thì gia đình hai bên đều đồng thuận cái tình yêu này đúng không? Vâng ạ, dạ. Đúng ạ. Ừ, thế mà tại sao lâu vậy con? Lúc đấy bọn con cưới nhau năm 27 tuổi, thì bọn con cứ nghĩ là chưa muốn cưới sớm nữa. Và lúc đấy bọn con cũng nói chuyện với nhau là chắc là phải đầu ba đi chơi vơi thì mình mới cưới. Nhưng mà chính gia đình là người tác động cho bọn con đến hôn nhân nhanh hơn đấy ạ. Là ai? Là mẹ chồng con. À, là bên gia đình chồng hả? Vâng. Thôi con kể cho cô nghe cái hôm con cầu hôn bạn này thì xem như thế nào nào. Chắc là cái mạng ngày mà con cầu hôn ấy. Hôm mà con cầu hôn ấy thì thực ra là con là tính cũng hơi cầu kỳ. Mình thích làm một cái gì đấy đặc biệt cho người phụ nữ của mình. Mọi người thì có thể là cầu hôn bằng nhẫn, nhưng mà con thì con đồ cầu hôn bằng đồng hồ. Thì cái đồng hồ nó tượng trưng là anh sẽ dành toàn bộ thời gian của anh dành cho em. À, lãng mạn. Ngoài tặng ra đồng hồ thì ảnh còn có nói những cái lời rất là lãng mạn hay là có quỳ xuống không? À, vâng. Long đặt cái đồng hồ đấy là đặt ở bên Hồng Kông và khắc tên của Long ở trên đồng hồ ấy ạ. Đồng hồ gửi về Việt Nam thì con là người nhận, nên là con cũng có gọi trước khi Long hỏi một câu là cái đồ này của ai, thì Long mới bảo là của mẹ chồng anh, của mẹ đấy. Đừng có mà mở ra mẹ chửi vào đấy. Thế là con không dám mở. Thì con vẫn không biết đấy là đồng hồ cầu hôn. Thế lúc sau thì Long mới đặt một cái chuyến đi là vào sang Thái Lan ấy ạ. Để bọn con đi chơi, xong rồi Long sẽ tiện để cầu hôn con. Cái ngày hôm định cầu hôn thì trời mưa rất là to. Nhưng mà con không đi đâu được, nên là ở khách sạn. Tiên buổi sáng sớm hôm đấy thì Long mới ngồi, Long mới tâm sự, Long mới nói chuyện với con là anh rất vui vì vợ đồng hành với anh, rồi anh cảm ơn vợ vì vợ đã tha thứ cho những cái sai lầm của anh để chúng mình có một cái cơ hội khác. Con nghĩ là Long đang trêu con, tại vì bình thường là hai đứa rất là cợt nhả. Thế con mới bảo, con mới trêu ngược lại Long bảo là anh làm sao ấy, định cầu hôn em à? Con mới buột miệng con là cái đấy. Đặc vị luôn. Vâng. Làm thằng bé cuồng cờ hơn. Con định. Ê trời ơi, mãi này có người nói được đúng nỗi lòng của con. Nhưng mà sau cái câu nói của con đấy thì Long lại khóc. Long lại khóc. Nước mắt đâm mũi tèm lèm luôn. Xong lúc đấy con mới giật mình, con mới nghĩ là ôi hình như mình lỡ mồm rồi, hình như đúng là cầu hôn thật. Xong rồi Long mới quỳ xuống, Long mới lấy từ dưới gầm giường ra cái đồng hồ. Long lúc đấy con mới kiểu con cũng nước mắt nước mũi tèm lem theo luôn. Sao con lại khóc hả con? Dạ thì thực ra là cái chặng đường mà bọn con trải qua nó cũng có nhiều cái sự nhiều biến động, nhiều thăng trầm, nên là con cũng cảm thấy là đấy là một trong số ít những lần con cảm thấy rất là trân trọng về khía cạnh tình cảm của hai đứa từ thời điểm trước đấy về sau. Sao? Bây giờ đến sau khi lấy nhau rồi thì có những chuyện gì vui không? Vui và vỡ mộng cũng có. Cái lúc mà ở về nhà ở với nhau ấy, con thời điểm đầu con bị một cái áp lực vô hình là ông này nó ông quá là ngăn nắp. Ông ngăn nắp mà ông quá là khó tính luôn ấy ạ. Đến cái mức mà bình thường mà mọi người bảo là ở với nhà sử mà ở với mẹ chồng ấy thì mẹ chồng rất là khó tính kỹ rồi đúng không ạ? Nhưng mà đến mức mà mẹ chồng con phải nói với con rằng là em ơi, tao không thể chịu được thằng Long này luôn ý. Sao nó có thể sạch sẽ được như thế đâu. Thật ra là con cũng không biết là dùng từ sạch sẽ nó có đúng hay không. Nhưng mà thật ra con nghĩ là nó sinh nghiêng về yếu tố là ngăn nắp nhiều hơn. Tại vì là con thì con có cái tính là ở nhà mà mình mua những cái đồ giá kệ cái thứ để phục vụ mục đích là sắp xếp đồ vật ở trong nhà ấy. Mà nếu như nó không được
tận dụng hết công năng ấy, thì con kiểu cảm thấy nó bị cái món đồ ấy bị vô nghĩa ấy, bị phí phạm ấy. Một cái câu chuyện đấy là về thì con mới bảo với Lâm là con muốn mua một cái nồi áp suất. Thì để mua được cái nồi đấy, con phải làm một bài thuyết trình với Lâm rằng là mua cái đấy để làm gì? Vâng, để làm gì? Mua cái đấy có công dụng gì? Mua cái đấy xong thì nó khác gì với một cái nồi bình thường? Đơn giản là bởi vì khi mà Long nghĩ là mua về không biết để chỗ nào. Đúng rồi ạ. Đấy, con phải thanh minh tí là thực ra con không phải kẹt xỉ. Không kẹt xỉ đâu ạ. Nhưng mà thực ra là kiểu mình bị một cái tính đấy là đấy, cái biết đấy mà. Mua về là dùng để làm cái gì? Dùng và phải để ở đâu? Vì đúng rồi. Chứ không phải là phí. Đó. Đúng rồi ạ. Chứ còn mua đồ cho vợ là vung tay rất là thoải mái luôn. Rồi, ok. Và thêm tật xấu nữa đi. Nói chuyện với vợ có nhẹ nhàng không? Lúc có lúc không ạ, thực ra là nếu như ai mà bắt đầu tiếp xúc với Long thì rất dễ nghĩ là Long là người khó tính, bởi vì cái cơ mặt của bạn chồng con ấy là nhăn nhó, hay bị nhăn kiểu vui cũng nhăn, đâu kiểu... không thấy nhăn đâu, đâu nhăn cơ, dạ không mọi người, đây anh có thể làm khi nào mà con mà hay chăm chú lắng nghe là mà đâu, con bây giờ con chăm chú đi, con chăm chú đi, không mặt này thì nhìn khó tính thật. Mặt nhìn vô phát là nhìn tưởng khó khó thật mà con, mà lúc mà con nghe ấy, là con không kiểu là hướng thẳng mặt về về đối phương đâu, mà con sẽ giữ tĩnh cái đầu như này và ai nói gì thì con sẽ đưa mắt về chỗ đấy thôi. Nên là đâu làm lại cảm giác nó hơi hơi lườm đâu nhìn coi ôi cũng không có ý gì đâu, nhưng mà cái thói quen mình từ ngày xưa thế cũng ít người nhắc ấy. Cái đó không phải tật xấu nhưng cần phải sửa. Đúng rồi ạ. Con ạ, cần phải sửa để gọi là tạo những cái mối thiện cảm cho người đối diện, đúng không? Rồi sao còn nữa? Gì nữa? Tranh luận vấn đề hay cãi vã nhau gì như thế nào? Là có ai nhường con không hay là cãi cho bằng lúc được? Lúc có, lúc không ạ. Lúc có, sẽ có những lúc cãi cho bằng được luôn. Cãi tại vì bọn con bằng tuổi nhau nên nhiều khi là giống như bạn bè ấy ạ. Tranh cãi nhau như kiểu là hai thằng bạn ngồi với nhau để tranh luận với nhau luôn ấy ạ. Thế giờ con có mong Long thay đổi cái gì không? Trong công việc ấy, đôi khi Long cầu toàn quá khiến cho Long bị cuốn vào công việc và không có, có những khoảng thời gian không để tâm đến vợ con lắm. Con nói với Long là kiểu con của mình ấy thì nó còn cái tuổi thơ của nó ngắn lắm. Nên là nếu như mà mình không dành thời gian cho nó thì đến một thời gian lớn mất. Đấy, xong rồi nó hết thân đấy. Cái này không thân với con đâu. Thật ra cái này là những người mà làm về sáng tạo nội dung á, rất dễ hay gặp. Tại vì người sáng tạo là người cần phải có sự tập trung. Vâng, đúng rồi. Đó, và khi tập trung thì đôi khi nó quên mất tất cả mọi thứ, vâng. Rồi, tới Long. Bắt đầu phản pháo đi. Phản pháo kể sâu đi anh. Đầu tiên là về việc mà Bom nói là con ngăn nắp quá. Thì là ngược lại một cái là Bom thì là hơi bừa bộn đúng không? Vợ con biết tính không phải là một người bừa bộn. Nhưng mà chẳng qua là tại vì là ở cạnh con thì con lại bị hơi quá. Nên là đôi khi là trước khi mà Bom dọn dẹp những cái chỗ đấy thì con nhìn con đã thấy ngứa mắt rồi. Dọn xong, làm xứ xong luôn. Thì là mình làm xứ luôn mà những người nào mà hay có cái xu hướng như thế thì làm xong mình lại cáu. Là có một cái mà con thực ra con thấy rất là khó chịu. Vợ con là thường hay đánh yêu một cách quá đáng. Đánh yêu mà hơi đau đấy. Thì đương nhiên là vợ con thì thấy cái việc cái đánh yêu rất bình thường thôi. Nhưng mà với con thì cái việc cái xảy ra tần suất nhiều quá mà đánh thì đau thật. Đây đúng. Đánh mà mỗi lần là không phải kiểu như này đâu mà đánh đi ra là phát như này luôn, vào thẳng tay, vào thẳng hông cái thứ nó này. Sức trẻ rồi. Mà con nó sức trẻ mà. Xong mà lằn cả cái vết tay lên người luôn. Thế rồi mất cửa hả như bình thường. Có tung cước đi chồng không? Đã có chứ ạ. Có luôn. Có đi thi thẳng qua phạt phát vào mông. Hút trong cái. Nhưng mà vẫn đang cười hề. Nhưng mà nhiều lúc con có phản đam lại không? Con muốn đánh lại lắm ạ. Có mấy cái anh vẫn đánh lại em. Con là quan điểm là vợ chồng là phải công bằng. Đánh vào con vào chỗ nào thì con sẽ phản hồi lại đúng vào chỗ đấy. Mà có không mà toàn môn lực tương tự. Không, thường xuyên là thường là con sẽ đánh nhiều hơn. Sao nữa, còn cái gì nữa không? Có hay rơi nước mắt không? Cái này thì chắc là với con thì con nghĩ là cái này là cái điểm yếu. Con nghĩ là tật xấu thì nó không hẳn, nhưng con nghĩ là điểm yếu lớn nhất. Và trong cái cuộc sống hôn nhân của bọn con thì Bom có một cái tính cách là cảm xúc khá mạnh. Tính cảm xúc khá mạnh nên là trong những cái cuộc tranh luận mà mình muốn giải quyết một cái vấn đề nào đấy liên quan đến mối quan hệ gia đình hay là kể cả công việc đó, thì mà Bom dễ rơi nước mắt. Con là cái tuyếp đàn ông kiểu có cái tư duy kiểu điển hình ấy, là con nghĩ rất là logic. Trong quá trình tranh luận đấy mình thấy là cái vấn đề này nó không có cái gì đến mức mà nó phải rơi nước mắt như thế cả, và hoặc là thậm chí nó không liên quan đến vấn đề cảm xúc cơ. Mà Bom mẹ lại dễ xúc động như thế. Thì với con ở trong những trạng thái thế thực ra là hai đứa cũng sẽ rất là khó để trao đổi với nhau. Nhưng mà thực ra là dần dần thì cũng quen, bản thân là Bom bây giờ cũng thay đổi rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ nhân đây thì con mong muốn Bom thay đổi điều gì?
Bây giờ con chỉ muốn là hai bọn con và đặc biệt là Bom ấy, làm tất cả những gì mà mình đang làm và tốt hơn thôi. Tại vì thực sự là những cái tật xấu đấy ấy, là Bom đều đang cải thiện rồi. Đấy, chứ không phải là không cải thiện. Thì chúc mừng con. Dạ. Hai đứa này coi như trời sinh một cặp rồi. Đến quen nhau đến gần 10 năm cơ mà. Ừ. Cho nên là coi như là hiểu. Gần như là một cặp rồi, hiểu hết rồi. À, các bạn luôn tỏa ra những cái năng lượng. Đúng. Đó, rất là dồi dào. Đúng. Đúng không? Cái thứ hai rất là đẹp đôi. Đó thì anh cũng cô chú ạ. Chú cũng mong á. Vâng. Chú cũng mong là hai vợ chồng cứ tiếp tục tiếp tục như thế này và phát triển hơn trong công việc. Đúng rồi. À, và sẽ yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Dạ, vâng. Và nếu được điều kiện đủ thì có thể thêm đứa nữa. Vâng. Dạ. Yeah. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Bắt đầu em đóng cửa em đi về rồi thì em nhận được tin nhắn của anh đó tới, anh hẹn em đi chơi. Cái em thoáng nghĩ là một tháng trước là có một chú kia, nhưng chú ra chú kêu em là con chưa có bồ phải không, cuối tháng này con sẽ có. Trời ơi. Cái gì em nghĩ quá. Chắc là cái duyên rồi. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rất vui khi được trò chuyện với hai em trong chương trình Vợ chồng son. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào quý khán giả xem đài. Em tên là Ngô Vũ Trường và em năm nay 32 tuổi và đang làm việc và sống tại Bình Dương. Rồi rồi em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Dạ, em tên là Thu Vân, em cũng đang sinh sống ở Bình Dương. Em năm nay 28 tuổi. Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè? Rồi có ấn tượng gì về nhau không nè? Quen nhau là tự em tìm hiểu. Lúc đó thì chia tay bạn gái cũ thì nó cũng qua rồi thì cũng đang buồn. Nên cũng tìm bạn bè trên Facebook. Thì vô tình trong nhóm bạn của một người bạn, em thấy hình avatar thì thấy mũm mĩm cũng dễ thương. Đó, thì mình cũng tìm hiểu, mình nhắn tin, mình hỏi thăm. Tự động nhảy vô coi như là chào người ta rồi làm quen với người ta luôn. Không, trước khi làm quen thì em cũng phải thăm dò qua người bạn đó. Thì hỏi người đó như thế nào, ở đâu. Rồi xong em bắt chuyện làm quen. Rồi em sao? Có trả lời liền không? Dạ có chứ. Tại vì em gọi là ế lâu năm rồi. Xong rồi cái cũng thấy tin nhắn thì em cũng có đi vô trong trang cá nhân rồi. Em cũng phải tìm hiểu lịch sử anh này coi rõ ràng hay không. Thì em thấy ảnh cũng có nghề nghiệp ổn định, tướng tá cũng ok. Em bắt đầu cũng muốn tạo cho mình một cơ hội. Nên em cũng có trả lời. Chắc qua lại với nhau. Dạ đúng rồi ạ. Rồi bao lâu thì tụi em gặp nhau ngoài đời? Chat thì khoảng 2-3 tuần gì đó. Thì em nói là mình phải xin để mình cơ hội mình gặp ở ngoài, chứ mình không thể chat như vậy và được. Nhiều lúc xin thì nhiều khi cô ấy cũng không có chịu. Sau đó em thấy là lúc đó cô ấy đăng lên là bị cảm. Em nói là cái cơ hội tới rồi, mình phải tận dụng thôi. Phải ra chiến thuật liền. Thì lúc đó em mới ra ngoài, em cảm thì mình phải dùng cam để vitamin C mình bổ sung vô cho nó hết. Xong rồi em mua nước cam lên, gặp bạn ấy ở trên ngay chỗ làm việc, em đưa cho nước cam, nói cho ly nước cam này. Rồi xong em đi về. Nhưng mà đó có một ấn tượng rất là đặc biệt của em, không thể nào em quên được. Là gì? Là khi mà lên em đưa nước cam thì cô ấy đang làm việc khum ở dưới. Xong lên cái thấy em nó hết hồn, mà cái giọng không phải là nói bình thường. Mà giọng lúc nó đang bị khàn nữa. Hết hồn à. Cái là mình ấn tượng tới bây giờ luôn. Tưởng là anh nào. Hết hồn tưởng là anh nào. Lần đầu tiên mặt đối mặt với nhau thì em thấy anh như thế nào? Cái này em mới tức là em chưa kịp nhìn mặt luôn. Ủa sao vậy? Thì em vừa quay qua cái ảnh đưa em đi nước cam xong cái ảnh chạy đi chạy mất tiêu. Nghe em chứ. Hết hồn à. Dạ. Vậy chắc là phải chạy đi ra ngoài cái chấn áp tinh thần anh lại á. Em chưa kịp nhìn mặt luôn. Trời ơi. Rồi em có uống ly nước cam đó không? Dạ có chứ. Trời ơi, như chị thì không dám uống luôn á. Ngang quá luôn á. Uống hết ly nước cam, thấy nước cam ngon không? Bữa sau đòi ly nữa mà không cho. Thế hả? Có nghĩa là đó là lần gặp mặt đầu tiên ngoài đời đúng không? Rồi sau đó thì là bao lâu thì hẹn hò nhau đi chơi? Nghĩa là gặp nhau lâu hơn đó. Khoảng một tháng sau á thì ảnh có hẹn em đi ra ngoài. Hẹn lần đầu tiên thì cái bữa đó là em sắp tới giờ về rồi, tại vì công việc của em á là từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối bắt đầu em đóng cửa em đi về rồi. Thì em nhận được tin nhắn của anh đó tới, anh hẹn em đi chơi. Cái em thoáng nghĩ là một tháng trước là có một chú kia, nhưng chú ra chú kêu em là
con chưa có bồ phải không? Cuối tháng này con sẽ có. Trời ơi. Cái nghĩ em nghĩ quá. Chắc là cái duyên rồi. Dạ cho nên ngay ngày 30 tháng 11 luôn, ngay cuối tháng 11 luôn. Tối đó 9-10 giờ là anh nhắn tin, anh hẹn hò em. Tan rồi xong rồi có đi không? Đồng ý liền. Đi đâu? Cái duyên mình tới rồi. Đi đâu? Dạ chỉ là ra công viên để dạo rồi. Đi ra công viên thôi. Bắt đầu nói chuyện riêng rồi, bắt đầu tiếp cận thấy mặt mũi nhau rồi. Bao nhiêu lâu thì anh này anh quyết định cầu hôn với em? Sau cái tụi em quen nhau á. Không hề cầu hôn chị. Ủa vì sao mà? Vì lạ lùng sủng vậy? Dạ tại vì khi mà quen nhau một thời gian thì em cũng thấy cũng có thể gắn kết với nhau, cho nên quyết định là 2 năm sau tụi em sống thử. À sống thử bao lâu thì mới làm đám cưới? Dạ sống thử thì khoảng 4 năm. Trong cái khoảng 4 năm đó là hai bạn có đồng cảm với nhau. Dạ. Và hiểu nhau nhiều hơn hay là có những cái biến cố gì nó xảy ra? Đúng đó. Là cũng có. Nhắc tới thì cũng hơi tiếc. Tại vì lúc đó tụi em cũng chuẩn bị là làm đám cưới rồi, thì cũng xác định đám cưới thì mình cũng mua vàng vòng đồ này nọ rồi. Nhưng mà do chủ quan là lúc đó hai đứa đều về quê hết. Cái lại để xe, để vàng vòng, để tiền, để laptop, tất cả tài sản đều để trong phòng trọ hết. Chiều nay đi là sáng chưa mai là đã về lại rồi, cho nên chắc cũng không sao đâu, một đêm thôi. Ai về qua đêm sau, bạn gọi điện kêu nhà cửa tanh bành hết rồi. Em về em thấy trống lóc hết trơn luôn. Nhưng mà chắc có lẽ là do em phản ứng chậm á, em vẫn còn cười rất là tươi. Em cười tươi đến nỗi mà khoảng 2-3 ngày sau em mới ôm mặt em khóc quá trời khóc luôn. Tại vì mất trắng hết trơn. Dạ đúng rồi. Lúc đó thì em sao Trường? Thôi mình cũng an ủi vợ, rồi mình nói thôi để mình xây dựng lại từ đầu. Chắc có lẽ vì vậy mà tụi em phải 4 năm tụi mới cưới đúng không? Được. Tức là phải chậm lại đúng cái không? Cái chuyện mất theo lẽ như là bữa đó là cưới. Không bị mất là coi như cưới liền được rồi. Dạ. Bây giờ mất xong giờ phải chắc phải làm ăn thời gian nữa mới có dạ, số vốn cưới chứ đúng không? Một năm sau rồi chị. Nay là cưới được mấy năm rồi ta? Cưới được 1 năm 4 tháng. Một năm 4 tháng. Dạ. Có em bé chưa nè? Dạ em đã có em bé được 7 tháng rồi ạ. Chúc mừng hai dạ. em. Cảm ơn anh chị. Rồi sau khi đám cưới rồi bây giờ có cái chuyện gì nó xảy ra nữa không? Có cái biến cố gì nó xảy ra nữa không? Biến cố thì khi mà em biết có bầu thì khoảng lúc đó được 4 tháng. Thì chồng em đột nhiên phát bệnh, phát một cái cơn bệnh này gọi là bệnh vẩy nến. Cho nên nó đã càn quét tất cả tài sản tiếp theo. Dạ tại vì cái căn bệnh nó rất là khó khăn, là do là ngày nào cái vảy ở trên người á nó cũng rớt xuống như vảy cá vậy đó. Ngày nào mình cũng phải quét bằng cái ghi rác luôn. Dạ em thì cái bầu càng ngày càng lớn, mà mỗi lần tắm cho anh là phải tắm 2 tiếng đồng hồ, xức thuốc cũng phải 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ nữa. Mà công việc em thì 9 giờ đêm em mới về. Sau đó có đi chữa trị tùm lum hết mà nó không có hết. Tại giờ thì cái bệnh thì cũng sẽ sống như mình suốt vậy đó chị. Nhưng mà bây anh giờ chị mà nó là... đỡ chưa? Dạ nó đỡ rồi chị. Nó chỉ còn một số chỗ thôi. Với lại may mắn hơn một cái là gần tới ngày em sinh á, thì còn khoảng 1-2 tháng á thì anh hết bệnh. Cho nên em chứ nó còn vác bụng bầu đi rồi tắm cho anh là em không biết tắm sao luôn. Cái đó là đêm nào em cũng khóc á, tại vì có bầu mà em cũng ráng kìm lắm nhưng mà không thể nào được. Tại vì ngày nào mình cũng tắm cho anh mình cũng đã thấy những cảnh đau đớn đó. Xót xa. Cái cảm xúc của em thời điểm đó, em thấy vợ em mà như vậy đó, vừa mang thai vừa lo cho mình, cái cảm xúc của em lúc đó là sao? Thực sự lúc đó em rất là cảm động. Và thấy thương vợ mình. Cái bệnh này thì nó cảm giác mình nó gây cho cái bản thân mình nó rất là stress và ức chế bản thân. Mình phải có động lực và có cái người kế bên mình kế bên để cùng nhau hiểu, vượt qua. An ủi mình. May mắn cho em mà có vợ. Dạ. Rồi tôi bây giờ làm mình qua chuyện vui. Cái chuyện vui đi. Chuyện vui đi. Chuyện không nói chuyện buồn. Đại hội vạch mặt đi. Bây giờ. Em chờ mong cái này lâu lắm rồi. Chắc là rồi vậy là nhân dân tham gia chương trình này là chờ đến cái giây phút này đúng không? Dạ đúng dễ rồi. Sợ. Mời dạ em. Nói ra cái này thì xấu hổ cho chồng quá. Nhưng mà đã vạch mặt mà thì phải xấu hổ chứ. Tối nào em ngủ em cũng phải thay mấy cái áo luôn. Là sao? Anh chị biết sao không? Ông khoái ôm em. Mà ôm xong rồi cái ngủ á, chảy đi lên. Chảy đi lên. Dạ. Ông muốn để lại một hương vị nồng nàn. Còn tiếp. Cái vấn đề, cái là em bực, cái này là bên bực. Ảnh cứ, cái căn bệnh của ảnh là căn bệnh không thể nào thức khuya được. Tại vì thức khuya hoặc là stress hoặc là không tập thể dục thì cái căn bệnh nó sẽ tái phát. Lên. Dạ. Nên còn một cuộc sống lành mạnh. Mà tối nào cũng 1 giờ mới ngủ, 2-3 giờ mới ngủ. Hỏi ra thì cứ làm việc. Thì đúng là anh cũng làm việc, nhưng mà thời gian làm việc cái anh sẽ trích thời gian bấm cạch 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 cạch, bấm chơi game đó anh chị, cạch 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 cạch. Ồ em ngủ không được. Em nói ngoài mà anh cứ
thức khuya hoài. Cái này là tật xấu. Rồi lại cứ bấm điện thoại, đi vô toilet chút xíu hoặc là tắm cũng cầm điện thoại, ăn cơm cũng cầm điện thoại. Ừ. Em nói bao nhiêu lần em kêu anh ơi, thời gian mình đã không có với nhau rồi, thì lúc mà ăn cơm anh để cái điện thoại xuống đi. Hai vợ chồng ăn cơm cùng đàm thoại nói chuyện với nhau, cái vừa nói xong thả xuống, 5 giây sau cầm lên coi tiếp. Nghiện đó. Dạ nghiện à. Lắm. Nhưng mà cứ khuya mà có tắm đêm luôn. Dạ có chứ. Về nhà ví dụ như về nhà cho dù 7 giờ hay là 9 giờ đi chăng nữa thì cũng 10 giờ mới tắm. Còn gì nữa không? Có mê gì không? Ngoài mê game còn mê gì nữa không? Ảnh thì rất là mê mô tô, nhưng mà em rất là chiều chồng. Khi mà cưới nhau về xong, tiền cưới em đưa ảnh hết để ảnh đi mua mô tô. Trời ơi, cưng ghê không? Em nhiều khi em thấy em là người vợ lý tưởng lắm. Quá lý tưởng luôn á. Vậy là chắc không cần phải kể tật xấu của cô vợ đâu. Làm gì có tật xấu nào? Có chị. Có. Để em kể chứ. Nãy giờ anh đèn nén mà. Cái tật xấu của vợ em á là rất là tiết kiệm. Thì đã ở sống thử với nhau á là tính tiết kiệm nó đã lộ ra rồi. Nhưng mà nè, tiết kiệm là tính tốt nha, chứ không phải tính xấu nha. Nó phải chỉ nó phải khi nào bo rồi khi bo đó mà gọi là gì trùm sò đó thì mới là xấu nha. Những lúc mà giận nhau á hay mà không nói chuyện với em, nên em cũng phải tìm cách gì đó để dỗ dành đó, xong mình cũng mua đồ ăn về rồi nói à em ơi anh có mua đồ ăn để đây nè, cũng nghe cái món của chị thích đó, mình để đó mà giận không thèm nói chuyện luôn, không có muốn ăn uống gì hết, giận ngủ thì thôi mình dỗ hoài cũng không ngủ, thôi mình cũng nằm kế bên mình ngủ. Mà cuối cùng xong cái khuya mình giật mình dậy mình không thấy đâu, thấy chị lồm cồm ngồi dậy bật đèn lên ăn. Ủa sao ăn khuya vậy? Nói là ăn chứ để nó hư uống đúng nó không? Uống rồi. Không, cái này là chưa phải tật xấu. Cái này là tiết kiệm là đúng nè, nhưng mà tiết kiệm là tốt. Còn cái gì đâu nè. Tốt. Sau khi sanh thì tính tình sẽ thay đổi. Thì mình cũng có tìm hiểu là phụ nữ hay thay đổi. Mình cũng hay qua mình chọc, mình giỡn. Nhưng mà chỉ khi mà chọc giỡn là chỉ giật mình giật chó rồi. Nào là cọc thì kia. Nó rất là... Lại quạo. Dễ. Đó. Vậy đó hả? Bạn đang tự vệ đó. Đúng không? Dạ, tại vì khi mà đang cho con Ti á. Đang cho con Ti, dạ đúng rồi. Mà cứ nhào nhào vô em rất là bực ạ. Nhây. Dạ đúng rồi, dạ rất là nhây. Cho nên là bị giật chó. Với lại... Dành của đứa nhỏ. Trời ơi. Anh chị biết em cũng bị phản ứng chậm nữa mà. Cho nên... khi mà em đang nằm cho con Ti thì em lại nhớ đến những cái gì ảnh làm cho em bực bội. Cái bắt đầu ảnh em nhìn thấy cái mặt là em không ưa nổi nữa rồi, nên sấn tới cái là em xô ra liền. Em bị phản ứng chậm lắm. Thành ra là nó cũng có lý do của nó. Có bao giờ mà bà tiết kiệm 1.000 đồng hay là 2.000 đồng hay 500 đồng không? Có chứ anh. Ví dụ như kêu em đi mua sữa cho bé, phải dặn là tới cái điểm A đó mua. Thì em cũng chạy tới điểm A, nhưng mà điểm A nó hết sữa rồi mà cũng nói giá cho em luôn. Xong rồi hết sữa nên em cũng phải tự tìm chỗ khác thì mới biết ra là nó chỉ trên lời có 1.000 thôi. Mà nó cách khoảng mấy cây số á. Phải bắt buộc em phải chạy tới đó. Tiền xăng chạy lại mới nói là thôi tiền xăng nó còn hơn cái tiền em tiết kiệm nữa. Giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Giờ em thì rất là chăm sóc kỹ cho em tốt. Và tính tình thế này thì nó cũng kỹ lưỡng. Nói chung là cũng hay tính cẩn thận thôi. Chứ em thấy gì đó chuyện là kể vui ra thôi. Kể cho vui thôi chứ còn những cái tính nó quá đáng yêu. Cái mặt vợ em phúc hậu lắm á. Thì em có mong muốn anh thay đổi điều gì không? Dạ thì chồng em thì em cảm thấy ảnh quá hoàn hảo rồi. Đúng vậy luôn hả? Chỉ có cái vấn đề, mấy cái vấn đề nhỏ nhặt là tắm hoặc là đừng ít tắm đêm, tiếp xúc điện thoại nè, đừng tắm đêm. Với lại chăm sóc cái sức khỏe của mình nhiều hơn một chút đó. Là chỉ có cái đó thôi. Rồi thôi, cái cặp này hạnh phúc quá rồi, tôi không cần phải chúc luôn á, thật sự luôn á. Em xin một chút xíu vấn đề nữa. Được. Trước khi cưới thì em có hứa vợ là có một màn cầu hôn, nhưng mà do tính em cầu toàn quá nên cái dịp đó em không thể xây dựng được một cái kế hoạch hoàn hảo cho cầu hôn đó. Thì sẵn đây em mượn chương trình thì em xin làm cái lại đó để trời ơi rồi. hay quá tuyệt vời đó. Trời ơi, em cảm ơn em đã đến bên anh vượt với anh qua nhiều cái khó khăn. Anh biết là tới lúc này vẫn chưa hết cái khó khăn, nhưng mà trở về sau anh nghĩ là mình sẽ có cái động lực để mình vượt qua những cái khó khăn sau này hơn nữa. Và em hãy đồng ý làm mẹ của bé bờ nha. Trời ơi, thiệt tôi ganh tị quá. Trời ơi, hay quá. Không hôn nhau rồi trời ơi. Hay quá. Em cảm ơn chồng rất là nhiều, luôn luôn đồng hành với em trong những lúc khó khăn.
hai vợ chồng mình cùng tìm bé bơi nhé. Rồi, dạ. Thiệt rồi. Wow, đúng nghĩa là wow. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Em chào anh Tiên. Anh mời hai em ngồi. Trời ơi, ngồi 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 chắc vô nha. Dạ. Trời ơi, có, đây là một người phụ nữ dễ vỡ, mong manh nè. Người ta đang gọi là không phải là đi một mà là đi hai người đó. Đi hai người, em nhìn em nghi nghi rồi. Trời ơi. Cho Trinh xin được bổ sung là họ tên đầy đủ cúng cơm của em là Nguyễn Ngọc Phương Trinh. Em sinh ra và lớn lên ở thành thành phố, lúc đó là gọi là thị xã Long Xuyên thôi, nhưng mà hiện tại là lên thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang. Em vừa tròn 35 tuổi đó, hiện giờ đó, hiện giờ công việc hiện tại của Trinh thì trước đây mọi người biết tới Trinh là một diễn viên và ca sĩ, và Trinh có kinh doanh thêm về mặt hàng mỹ phẩm. Cảm ơn Trinh, bây giờ qua tới Binh đó. Dạ. Chào cô, chào anh Tiên. Xin chào quý vị khán giả của Vợ Chồng Son. Mình là Lý Bình, công việc hiện tại là diễn viên quê quán ở Vĩnh Long, hiện tại là 32 tuổi. Bình là Trinh cho anh Tiên, là tất cả quý vị khán giả biết, thì cơ duyên sao mà hai chồng biết được với nhau và tình yêu bắt đầu chớm nở vậy? Thật ra thì hai đứa gặp nhau trong một cái tiệc sinh nhật với cô. Thì con có một người anh, thì người anh nó cùng quê ngày xưa là một người khách hàng mời con quay quảng cáo. Thì xong rồi cái anh đó là bên khách hàng, nhưng mà phát hiện ra là hai anh em cùng quê, cùng ở Vĩnh Long. Cũng chơi với Trinh, thì lúc đó con mình biết Trinh thôi chứ mình chưa gặp ở ngoài. Thì lúc đầu thì mình thấy mình biết người đó thôi chứ mình đâu có biết là ở ngoài đời sao, đúng không? Bây giờ con nói cái cảm xúc của con mà con vừa mới thấy Trinh một cái là lúc đó con sao? Thực ra thì mình thấy mình biết, giống như kiểu như nghệ sĩ gặp gặp nghệ sĩ thôi. Đã biết nhau trước đó rồi, là Trinh cũng là ca sĩ. Tất nhiên mình đã biết rồi, cái người đó trong lĩnh vực trước rồi. Nhưng mà mình chưa gặp ngoài đời, mình không biết nữa sao mình gặp. Cô đó vậy, đúng rồi. Xong rồi mình nghĩ là có rạo được không? Đâu phải gặp phải rạo được được anh. Có nghĩ người phụ nữ này phải tương lai là của mình không? Không, hay là đó, bình thường hết tất cả. Lúc đó đâu dám nghĩ, giống như mình gặp một cái người trong nghề thôi. Vậy lúc đó gọi chị hay là gọi Trinh? Lúc đó đi chơi chung thì gọi Trinh. Gọi Trinh chứ không gọi chị. Không? Em nhớ đó rồi, em kêu anh là anh luôn mà, đâu có xưng tên đâu hả? Như anh em luôn đó. Anh nhớ là lúc đầu kêu tên trước, phải không? Rồi xong hồi xỉn quá rồi anh em. Thì cái thời gian xỉn đó nó cũng nhanh nè, chứ không có lâu lắm. Bữa tiệc đó chừng 2 tiếng thì là 1 tiếng đồng hồ nó xỉn rồi. Nó ngã nhẹ nhanh quá anh chị. Coi gì đi, chưa xỉn mà cố tình xỉn rồi. Thì đó, bởi vậy đâu, còn em... con sao Trinh? Thì lúc đó con gặp đó nha. Cũng ngon đó, cũng ngon đó. Nhìn đó cũng kiểu xích bách sáu muối rồi đó. Thì cũng mở lời vậy, xong rồi cái từ từ cái mình thấy nói chuyện cũng vui. Mà con một cái là tính của con này con không có thích đẹp trai. Hồi lúc bây giờ bạn trai của con hay là những cái người mà gọi là con quen á, con không có quan trọng vấn đề là cái ngoại hình ở ngoài, mà cái người đó để lại cho con cái ấn tượng á là phải là cái tính cách, với lại là nói chuyện với mình có hợp hay không. Tức là hợp cái gì, đúng không? Vậy dạ, cũng, con nói chuyện với mình rất lắm, là hợp, đúng không? Hợp dữ lắm. Coi như thêm đó là nói bình thường, con nói dùng một phút thôi, con nói khoảng tầm 100-200 từ đi. Thì tối đó con không nói luôn. Là nói không? Để mình nói không? Mắc nói, em chỉ ngồi cười thôi. Dạ, bây giờ lời ra. Cười không à, bây giờ là mắc cười không à. Đó thì cái ấn tượng của con là cái người mà đàn ông làm cho con cười nhiều và con khoái à. Là coi như làm ấn tượng của con về Bình rất là tốt. Dạ. Đúng không? Rất là tốt. Vui, rất là đáng yêu. Dạ. Bình thì cũng vậy. Bây giờ sau cái tiệc sinh nhật đó thì tiến triển sao nữa? Và nụ hôn đầu tiên mà hai bạn đến với nhau là trong tình huống như thế nào? Rồi xong 1-2 ngày. Hình như là cũng ngày không em? Ngày 2 ngày gì đó. Không, hơn 2 ngày lận. Không nói chuyện. Không nói chuyện. Xong rồi cái, sau đó là ngày thứ 3 thì bắt đầu cái ông anh đó mới rủ đi chơi tiếp. Rủ đi ra quán ngồi. Thì ra ngoài ba ngồi thì bắt đầu mới gặp lại, bắt đầu nói chuyện tiếp này kia nọ. Thì gặp lại coi như là chưa có cái khoảng thời gian mà 3 ngày đó. Gặp lại cái nói chuyện lại vui vẻ như chưa có gì. Bắt đầu thấy vui vẻ quá, bắt đầu thấy đúng rồi. Đúng đối tượng luôn. Đúng rồi, đúng đối tượng rồi. Nhưng mà nói tóm lại, vui mấy thì vui, bữa đó là tụi con đi vẫn là ba người đúng không? Vẫn là có ông anh. Dạ đúng rồi. Có ông anh. Nào cũng có không có gì vui, bỏ đi, bỏ cái bữa đó đi. Đúng rồi, mình vô không, hẳn là cần cái bữa là hai đứa hẹn hò đầu tiên mà chỉ có hai đứa. Còn cái quá trình thôi thì tờ, bỏ đi. Con được cái là con không có nhớ rõ dữ lắm bà không Bình. Con là có sao nói vậy người ơi đó, cho nên là dạ, cô muốn hỏi con là vậy đó. Sao bữa đó đi coi phim trước hay là ăn trước hay là hôm đi gym trước? Là nếu mà gọi là đi hai đứa đó là con đi coi phim trước. Đi coi phim trước phải không? Phim gì? Dạ, phim gì? Báo đen.
báo đen dạ, rồi ngồi ở ghế đầu tiên hay ghế cuối cùng bình bình ghế giữa cô ghế giữa cô vậy cũng không ăn thua gì hết chưa có gì luôn chưa có gì là ghế cuối cùng chứ hả trời ơi đâu có tại vì hồi lúc đó là cách đây 5 năm là mấy rạp khác chưa có hot đâu là ở cái rạp Bitexco đi coi rạp Bitexco mà rạp Bitexco là ngày xưa là con làm sóc vé đó bởi vậy mình biết mình làm mình vô mình gặp người ta hoài trong đó nhiều khi mình gặp tùm lum người cặp vô đó mình thấy trời ơi vô chỉ có phim thôi chứ có làm cái gì khác được à tức là cái làm gì khác nó quay lên không có múa gì luôn hả hai đứa thuần túy đi coi phim thuần túy coi phim thuần bàn với nhau rồi con có nhớ nội dung báo đen là gì không dạ là cái Wakanda đó cô ý là cô hỏi là trong bữa đó là con có nhớ nội dung không có cô thuần túy nhớ đúng không không có bị sao lãng qua cái chuyện khác nụ hôn đầu tiên mà bình cướp của em á đêm sinh nhật luôn đêm sinh nhật đêm sinh nhật là sau đêm đi coi sau cái buổi đi coi phim bao lâu luôn cô ơi ngay đêm đầu đó nãy con nghi em nghi em, rồi nãy em hỏi này nó chối thì đó hỏi con nụ hôn đầu tiên bởi vậy chị vậy hồi nãy giờ kể dẫn dấu nha ba ngày sau im lặng hai ba ngày sau im lặng chị tại vì anh không hỏi chính xác cái câu mà nụ hôn đầu tiên cho nên anh nãy anh hỏi là nụ hôn đầu tiên xảy ra trong hoàn cảnh nào dạ là đó thì em nói luôn những cái chuyện gì là em phải hỏi anh Trinh nghe cái em Trinh là nó có sao nó vậy người ơi đó ừ bình lặng sao Trinh kể anh với mọi người nghe Trinh chủ động hả em chủ động chứ à đúng rồi mình có tuổi rồi anh cũng vậy không à chính vì cái lớn tuổi đó cho nên là anh nói đúng em phải tìm được một người thật sự hợp với em không thể nào mà cứ tốn nhiều thời gian được cô chính xác thời gian càng trôi đi thanh xuân mình càng mất thời gian đúng không thời cô thời gian là vàng ngọc đúng đó vô là mình phải test liền coi cái người này thử hòa hợp trước hợp hay không cái gọi là tần số cái nội dung coi như mình đặt mình nôm na đi mình đặt là nội dung dạ đó nội dung có hợp hay không còn cái kia chỉ là hình thức dạ, thôi cái vỏ bên ngoài cũng nội dung không quan trọng bắt đầu là cũng hơi xỉn rồi thì con cũng xỉn quá này nọ nhưng mà thật sự đang rất tỉnh hôm nay là con lần đầu tiên con kể luôn ông cũng không biết đâu chính như vậy bắt đầu đỡ đỡ là pha nước này là cho con uống để giải tỉnh anh cái xong cái ba đang nằm vậy nè cái dựa vô nằm đâu dạ cái ghế nằm cái salon thì con phải nói là hơi ngã ra ở ghế ví dụ vậy đó ông đưa ly nước cái uống chút để ra cái đang giả bộ con té một cái ông đỡ rồi thôi rồi ôm luôn rồi cái hôn thử coi sao tại vì mình phải hôn mình chạm vô cái môi để mình biết được là cái tần số có đúng điện hay không đó cái điện đó nó có đúng âm dương hay không ok nhiều con nhiều khi âm sao đúng không dạ đúng điện dương liền anh dương luôn ha con dương luôn dính luôn vậy mà bình dở thiệt á ba hôm sau mới gặp lại ta hung vậy rồi là qua ngày hôm sau là tấp liền vì mà chờ tới ba hôm sau lại nhờ ông anh lúc đó là em nghĩ sao mai mối rồi đi đi chơi rồi nữa rồi bắt đầu mới ấy thôi nhưng mà chính vì anh Bình không nhắn tin cho con nên là con mới thích là kiểu mà người đàn ông người ta có cái sự dè chừng một chút hạ bước luôn một xíu đó lấy chớn chạy tới còn hơn chạy tới xong mà cái mất chớn cái gà hút luôn dạ. Giống như câu mà lùi một bước để mà tiến ba bước đó đúng không đó cho nên là những ngày hôm sau là rủ cái là ra liền giờ như anh em trong nhà anh Tuyên hỏi thẳng nha lần đầu tiên làm chuyện ấy làm sao là con hỏi mình là không bao giờ con ủa em hỏi mình là không anh bao xin giờ lỗi anh chưa hỏi em không đi bao rồi. Giờ em biết nữa đó Trinh à lần đầu tiên làm chuyện ấy sao em hả có hỏi anh Bình đi anh không anh thích hỏi em không có trả lời Bình không có trả lời thì nói chung là mà giống như là anh tưởng tượng như là cái kiếm rèn ra là cái chui này chỉ để là thích hợp với nhau về cái tất cả mọi thứ gà vô là thành một cây bảo kiếm vô khớp liền dạ đi khai phá thiên hạ liền cái cung này cái cánh này và cái mũi tên này là phải dành cho nhau đó đúng sai đúng gọi là đúng kiểu cả. Luôn đó test liền test nhưng mà phải một thời gian đó mới test chứ anh đó một thời gian đặng đẵng đó test xong rồi cũng phải là test nữa mà tại thật sự là con thì mình cũng phải nói rõ là bây giờ anh khám sức khỏe này nọ đi để em coi là sức khỏe anh nó có gì hay không em cũng vậy để mà khi mà cả hai mà có quan hệ với nhau á thì mình cũng yên tâm là cái người này cũng không có bệnh hoạn gì cái vấn đề rất là quan trọng đối với con á sau này mà con gái con lớn lên con cũng nói rõ con dạy cho nó luôn là mẹ bây giờ thì người lớn bây giờ thời buổi thế kỷ 21 rồi không có cấm cản được cái vấn đề đó bây giờ mẹ cấm con muốn đi bậy bạ cũng vậy nhưng mà con làm gì con phải nhớ thứ nhất là con bảo vệ bản thân con để con không có bị bệnh bậy bạ thứ hai là phải bảo vệ để mình không có thai ngoài ý muốn để mà con không có phải mà rơi vào tình cảnh mà có con mà mình lại không có được người đàn ông bên cạnh nó khổ lắm mẹ đã từng trải qua rồi mày biết điều đó mà còn Bình á lúc mà Bình khi mà Bình nghe cái tâm sự của Trinh á con có e ngại gì không thật ra đối với con về cái bây giờ mình sẽ nói về hai vấn đề thứ nhất là về cái tư tưởng của đàn ông thì đối với con cái tư tưởng con không có bận tâm về vấn đề là phụ nữ đó sẽ có con hay là sẽ như thế nào cái chuyện đó là cái chuyện của
của họ, vấn đề là mình thấy mình hợp hay không. Có nghĩa là em biết không, thực ra khi mà người ta chưa, ai cũng vậy, khi mà mình chưa gặp được cái đối tượng của mình thì mình cảm giác rằng là cái lý trí nó sẽ tồn tại được và nó sẽ quyết định được tất cả những cái định hướng của mình. Yeah. Mình sẽ phải thế này, thế nọ, thế kia, A, B, C, D. Rồi đến đùng một cái gặp đúng được cái đối tượng rồi, tất cả cái kia là con số không hết, không đúng, có nhớ bạn gì. Làm được, chỉ biết là con tim nó mách bảo thế nào là mình làm như thế thôi. Ngày xưa khi mà con nghĩ là chồng mình sẽ phải thế này, thế kia, thế nọ. Nhưng mà bây giờ khi mà trải qua gặp một người mà thật sự là phù hợp với mình á, nói, ôi, mấy cái đó nhập nhò gì, cái công thức đó là bỏ qua. Dạ, bây giờ mình bên cạnh một người mà họ luôn họ ủng hộ mình, họ cổ vũ mình, họ yêu thương mình, như vậy thì mình càng có thêm hoặc là cả hai cùng hợp sức làm còn hơn vậy nữa. Nên là con thay đổi suy nghĩ hoàn toàn luôn. Chứ mình sống sao cho thoải mái nhất có thể là mình là ok. Bình với là Trinh cưới nhau được lâu chưa ta? Dạ cũng gần một năm rồi đó anh. Gần một năm rồi. Hôm nay á là em không biết là chương trình mình phát tháng mấy, nhưng mà 25 tháng 4 năm rồi là em tụi em đám cưới. 25 tháng 4 2022 là năm nay, nếu mà 25 tháng 4 là sắp tới là em làm kỷ niệm một năm. Còn một năm rồi yêu nhau được bao lâu thì cưới? Dạ lâu á. Bao lâu? 2018. Lâu rồi. Bắt đầu 2018. Mấy gần 5 năm con mới lấy nhau. Như vậy là có tới khoảng 6 năm để mà bên cạnh nhau rồi. Dạ đúng không? Dạ đúng. 6 năm bên cạnh nhau rồi thì là cái lúc mà hai đứa dọn về sống chung với nhau là năm thứ mấy? Dạ năm đầu mấy năm? Dạ năm đầu. Năm đầu quen nhau luôn. Như vậy là mình cứ cho là 5 năm đi. Dạ. 5 năm mình ở chung với nhau rồi. Thế thì những cái ngày đầu mà dọn về sống chung với nhau đó, dạ, thì những cái cá tính nè hay là những cái tật xấu nè mà lúc yêu mình cái này không sợ nha. Yêu mình không thấy thì cái lúc dọn về rồi tụi con thấy thì sao? Đối phương của mình có những cái gì mà mình bị mất hồn á, nó ủa sao lúc yêu không thấy vậy? Có bị quản đối phương của mình không? Ông còn tính chính cái là vừa bắt đầu yêu cái là sống chung luôn. Chứ không có khoảng thời gian dài lắm. Thì đó khoảng thì tầm 2 tháng sau. Đó thì lúc đó là sao? Lúc tụi anh, con anh nói trước đi. Cổ có cái tật là cái tật gì mà theo con thực ra không phải là tật xấu. Cái tật mà giống như là nó chưa hoàn thiện như mong muốn của mình thôi. Thật ra để mà nói thì đúng thì trong mắt người mình yêu thì tất nhiên sẽ không xấu. Nhưng mà đối với mình thì lúc đó người đó chưa hoàn thiện. Trinh lúc đầu mình yêu thì thấy mọi thứ nó ngọt ngào lắm. Xong rồi khi mà đụng chuyện thì bắt đầu thấy ủa sao mất gì mà bà nóng tính như trời. Bà đàn bà mà bà nóng như trời, mình đàn ông mình không nóng tới vậy mà bà nóng như trời. Mà bà nóng ngoài đường rồi xong rồi bà nóng trong nhà nữa. Con thì con bị cái ok, có thể là ngoài đường con nóng nhưng mà trong nhà con không nóng. Nhưng mà bà mất gì bà nóng ngoài đường, bà nóng trong nhà luôn, đụng chuyện cháu nào cũng nóng. Cứ hầm bà hằng học cái này kia nọ dưới người ta. Xong rồi cái cũng nhiều lần xảy ra những cái vấn đề như vậy, xong cái cũng cự nữ cãi vã, xong rồi có nhiều lần cũng tính chia tay, xong rồi cái mình nghĩ, cái con lại suy nghĩ, bây giờ mình chia tay, thì cái người này có một cái khuyết điểm này, thì bây giờ mình tìm người khác, thì người khác sẽ lại có những cái khuyết điểm khác, vậy thì cái khuyết điểm này nó có quá lớn để mà mình chia tay không? Mình có khả năng mình sửa người này không? Và nếu như mình có khả năng mình sửa được người này thì thứ nhất là cái level về cái cách mình cư xử cũng hơn. Thứ hai là mình lèo lái được cái con người này thì tất nhiên thì trong cuộc sống thì sẽ phải có những cái vấn đề xảy ra thì con mới đầu thử. Thì mình yêu cho nên mình mới thử. Còn như tính con thì con hay bị kiểu như mình thấy bất cần lắm. Nhắm không được rồi con bỏ luôn. Có nghĩa là đối với con tất cả mọi thứ trong cuộc sống này con đều có thể không cần. Con mặc định là kể cả tài sản hay gia tài hay chức vị tới một lúc nào đó mình cảm thấy nó không còn cần nữa với mình, con sẵn sàng con đạp đổ nếu như mà cảm thấy mình cảm thấy mình bất mãn vì nó. Còn trong cái chuyện tình cảm này nhiều lần mình muốn đạp đổ nhưng mà mình lại nghĩ nếu như mình đạp đổ thì chắc gì sau này mình có tìm được một người nào khác ok hơn vậy. Cho nên mình phải quay lại, mình phải học cái cách tu sửa nó, học cách sửa chữa, học cách xây dựng. Thì trong quá trình đó mình lại bắt đầu mình nghĩ coi bây giờ cái người phụ nữ này mình phải sửa làm sao để người ta đừng có như vậy nữa. Bắt đầu cái từ đó mình nghiên cứu, mình thử cách này, mình thử cách khác, thử mọi cách, nói chung là phải nài đó, coi như gặp mà ngựa chứng là mình phải đó, nài đó nài cực lắm. Thì bây giờ là cô phát hiện ra một cái tật xấu đầu tiên là nóng tính rồi. Nóng tính rồi, còn cái nào nữa, còn cái tính gì mà con phải nài nữa? Thì nói chung là Trinh chỉ bị cái nóng tính thôi. Nóng tính thôi. Như bà sắp đặt lắm nha. Trời ơi, sắp đặt lắm. Kiểu sắp như là sao? Kiểu như là kể cả giống như cái lúc đầu là quá trình lái xe đi, giống như lái xe là quá, sao anh phải đi đường này, sao anh không đi đường kia?
nói thì sao em, đường kia nó gần hơn đường này, đường này đèn đỏ nhiều, Nguyễn Anh Chiểu đèn đỏ nhiều, anh đi đường Nguyễn Anh Chiểu chi, sao anh không đi đường đường khác? Nó giờ lỡ chạy đường này rồi, mà tính con thì đi đâu cũng được, kể cả kẹt xe miễn tới thôi, không quan trọng. Đấy con, dụ như người ta hẹn 7 giờ, hay xa 6 giờ rưỡi mình đi, hay gần 6 giờ 40 mình đi. Còn bả tự lên trong đầu bả là sẽ đi đường nào, sẽ đi sau này kia là bao nhiêu ngã tư, bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ gì đó. 6 giờ 50 bả mới đi. Bả tính nghe bon, còn con ok chạy lộn ngã tư này hay chạy ngã tư khác. Nếu như lỡ rồi thôi quay đầu chạy lại, hút thì thôi quay đầu. Thì đối với con thì trả xong hết, chỉ cần tới là được. Còn bả thì sẽ cần là phải đúng cái đường này thì nó mới tới được cái giai đoạn đỡ kẹt xe hay là đỡ trễ giờ đó này kia nọ, bắt đầu cái mình bị áp lực. Anh thấy cái này không phải tính xấu đúng không? Không phải tính xấu. Này không phải tính xấu, mà cái này là giống như là một cái sự ra là... cái lập trình trước đúng cái, rồi. Cho cái công việc của mình như vậy là tốt mà, cái đó là ok á. Đúng. Con người có kế hoạch. Có kế hoạch là có kế hoạch. Bản thân giống như chị em mình đi, thí dụ ngày mai đi quay là mình đã tính sẵn trong đầu đồ đạc của mình sao làm sao, là mình phải tính đâu vô đó hết. Rồi mình đi quay, thậm chí đi quay đường nào cũng là hợp lý luôn mà. Đó, đừng đi nước bước đúng đó. Rồi, con đường nào để mà nhanh nhất có thể. Mà em bị sắp đặt trong những chuyện nhỏ luôn anh. Tại cái đó là quá đáng. Vậy cái là lố như là vậy nè. Như bây giờ rửa chén thì cái chén nó phải úp là úp xéo vậy. Và nó chồng lên nhau. Và khi mà úp vô kệ là chén màu nào nó phải theo màu đó, không được sắp lộn xộn. Kỹ tính. Dạ, ví dụ như là áo của em là áo thun ngắn là phải ở đây và áo thun dài phải bên đây, đầm dài là phải bên đây, không được máng lộn xộn với nhau. Giày cao này rất vậy là ngăn nắp nha. Dạ. Tại vì em bị cái tính em là không biết sao á, cái sự sắp đặt cho em á, mọi thứ nó phải đúng vậy đó. Tại vì thật sự là nếu mà máng vậy á, để cái chén vậy thì nó thứ nhất cái mau khô, thứ hai là nó không bị chồng lên nhìn nó rất là đẹp mắt. Con bị cái gì nó cũng phải gọn gàng, nó cũng phải không, nhưng mà cái này là tốt nha. Tốt mà. Cái này là tốt nha, cái đúng. Này không xấu miếng nào luôn á. Chị thấy Trinh hay không, cái chuyện mà chinh phục mình cũng sắp đặt luôn mà. Anh này. Tính hết rồi đó. Nhưng mà đôi khi á là có những cái sắp đặt quá cái đúng và cái rồi. Cách con thể hiện á làm người đó cảm thấy bị áp buộc. Ví dụ như em làm như vậy mà lỡ người ta làm sai ý của em á, em có khó chịu, em có rầy, em có chửi này nọ không? Anh kể đi anh, nóng tính đó. Tất nhiên là có rồi. Nóng tính không đúng có thì nó đâu có là cái vấn đề để nói đâu anh. Giống như là ủa anh ơi tại sao cái này để đây vậy, sao càm ram đó thì giống như kể cả cái việc như em nói nhiều khi uống cái ly đi rồi cái mình chạy ra mình lấy hàng hay gì để cái ly đó lên bàn xong rồi cái quên nó chạy lên lầu cái đầu cái lên ly tắm luôn, cái đầu cái ở dưới này anh ơi sao cái này cái ly gì đây sao để đây rồi uống xong chưa rồi cái nào cái đầu anh phải xuống anh dẹp. Nó có những cái vấn đề nó bị quá nhỏ đi, thay vì ví dụ như con ví dụ hay gì theo thấy đi anh bàn ok không ai uống nữa mình dẹp. Thì bà sẽ hỏi tới là tại sao cái vấn đề cái ly này rồi có nhiều lần như là lạc cái này lạc cái kia là cái phải anh mở camera lên trích xuất camera cho em coi cái dao tại sao nó mất rồi, bây giờ tại sao mất cái dao nhà có chút xíu mà tại sao cái này bị lố. Mà chị Vân có cảm nhận là cuối cùng sanh một cặp này ra để bù trừ cho nhau không? Đó, cũng, đúng luôn cũng, không cũng không đến nỗi đâu, bạn này là cũng không phải là bừa bộn hay là bê bối tới mức mà để bù trừ đâu em không. Thực ra là vậy nè, chị cũng giống Trinh á, có nghĩa là cũng cô là mình hiểu nhau rồi cô, không phải giống như là lấy cái gì ở đâu thì phải cất lại y chỗ đó để chi biết không, để bất kỳ có cái sự cố gì xảy ra mình nhớ biết chỗ là mình biết chỗ liền. Giống như cúp điện là mình biết cái đèn pin để ngay đó, là cầm cái đèn pin liền là không có bị ấy. Tại vì mình vì sao em biết không, vì cái này là cái hội chứng của những bà mẹ nuôi con, là luôn luôn là mình phải tìm cái gì an toàn nhất cho đứa con của mình. Cho nên là mình á, ví dụ như sữa để đó là để đó, cái đồ mà đun nước sôi á là phải để đúng chỗ đó, mà để trật cái con nít mà có chuyện gì là nguy hiểm. Em đồng ý. Nhưng mà cô chỉ khác con một cái thôi, là khi mà cái đó không đúng chỗ á thì cô sẽ tự động cô đem cất lại đúng chỗ. Và ví dụ như không cần ngay lúc đó, buổi tối mới nhắc đấy, ba để cái chỗ cái đó, ba phải để chỗ này giùm mẹ, chứ không á hả là lỡ mà con bí ngô á nó đụng vô á cái canh đi, cái đầu cái lấy chén nước mắm thì bả thì bả ăn nhiều, bả chấm nhiều, bả chế ra cỡ 5 giọt cái đó, cái đầu cái bả chấm thôi đủ bả thôi, tại thật sự là ăn cũng chỉ tới đó thôi, mình không có nào mình ăn hơn được nữa. Thì con thì con chế hơi nhiều chút xíu, nó hơi sắp kiểu như là nước mắm đủ để đủ để chán hết đồ, chán hết cái đồ cái chén đúng không đâu. Ủa sao chế nhiều ăn hết đâu, ăn có mình anh chế nhiều thì chế để chấm ăn ăn có hết không, chế đít thôi kia đó. Con cũng nhớ rõ lại nội dung cãi sao cái đầu cái bả thái độ con, cái đầu cái con mới nói là
ủa ăn có chén nước mắm cũng xong cũng yên nữa. Muốn ăn có chén nước mắm thôi cũng yên nữa đâu, cái hai ông vợ chồng mới hằng học với nhau. Thì xong cái bả thì bả mục đích bả chỉ muốn hạ tiện, muốn sao phải như ý bả thôi. Còn đối với con thì giờ con muốn ăn cho ngon, con muốn chế chén mắm cho nó nhiều chút xíu, con chấm cái khứa cá cho nó thấm nước mắm như trong quảng cáo vậy đó, mà cũng không được nữa. Cự là hai đứa cự nhau là mấy bỏ xem chia tay đúng rồi. Khoảng thời gian đó vẫn còn đang trong quá trình tìm hiểu mà ở chung dạ, nhà đúng rồi. Xong rồi cái em nghĩ đầu là trời bây giờ mình tiết kiệm vậy mà ổng lại vậy, vì ông không thay đổi mà mình lại sáng dậy, rồi nữa mình lấy nhau rồi mình cãi nhau rồi mình cũng ly dị hà. Vậy thôi mình đừng quen nữa. Nó còn nghĩ là bây giờ chuyện nhỏ mà không hợp thì nữa chuyện lớn còn sao. Rồi giờ con bớt tiết kiệm chưa? Dạ con vẫn tiết kiệm. Con vẫn tiết kiệm nhưng mà bây giờ cho nó nhỏ 10 giọt chưa hay là vẫn 5 giọt? Dạ nhưng mà bây giờ ổng thì ổng thay vì hồi lúc là chế nửa chén, bây giờ ổng chế 1/3 thôi. Thôi giờ con nghĩ ăn nước mắm luôn rồi con. Không coi như là chồng tiết kiệm là miếng, vợ cho đúng lên rồi, miếng. Đúng rồi, nhưng 5 đến 10 thì bây giờ mình chọn 7 đó. 7, 7 rưỡi rồi đó. Lúc đó tức là sự là bản thân con cũng là cái người tiết kiệm. Có nghĩa là đối với con cũng mua cái gì cũng đắn đo nhiều lắm. Nếu như mình mua hàng mình sẽ suy nghĩ đó khoảng cỡ muốn mua cái món đó quá đi, mình suy nghĩ một tuần coi còn thích không. Không thích thì thôi không mua, còn mua là phải xài. Con sẽ luôn tiết kiệm mà. Tới mức mà cái chén nước mắm mà không cho tôi ăn được như ý tôi thì thôi tôi không chấp nhận được rồi. Giờ có chế tiết chén nước mắm này thì cũng không giàu hơn được. Cái kiểu như vậy. Mỗi đứa thay đổi một chút, mỗi đứa thay đổi một chút. Để rồi bây giờ là tụi con đã gần như là hòa nhập á. Tức là tụi con đã hòa nhập với nhau để thành một cái khối gia đình vững chắc rồi. Cô biết xong thật sự con khó ai thay đổi được con lắm. Thật sự là ngay cả người trong gia đình luôn. Ngay cả cô, con hay là những người lớn trong gia đình, không ai thay đổi được con. Tại tính cách con nó được hình thành từ nhỏ rồi, con tự lập từ nhỏ rồi. Ngay từ nhỏ thì con sống chung với cô của con, rồi mẹ con làm ở xa gửi tiền về hàng tháng nuôi con. Rồi tới năm 17 tuổi con lên đây con học thì gia đình lo cho con đóng tiền học để mà con học hết lớp 12. Rồi con học đại học thì lúc đó là con thi test truyền hình đó cô, là con cũng có nên là cái làm chương trình MC chung với anh Trọng Thành. Dạ chào Thủy Tiên đó là cũng đã có tiền lương rồi. Cho nên là đóng đại học, tiền học là con tự con đóng luôn, là hết lớp 12 thôi, là gia đình lo tới lớp 12 thôi. Nên là mọi thứ trong cuộc sống mà con phải tự biết tính toán, tự biết sắp xếp. Đúng rồi. Mọi thứ nó thành một cái tính cách luôn rồi. Một cái tính cách. Dạ. Mà cho dù con có thay đổi hay không thay đổi thì con đối với Bình đó là sự lựa chọn rồi. Và cái sự lựa chọn đó nó là hạnh phúc của Bình rồi. Nhưng mà ông đúng hay rồi. Lắm cô, có nghĩa là ông đổi con bằng cách là ông thay đổi từ từ hồi nào không hay. Đúng nhưng rồi. Mà con nhận ra được là bây giờ mình thương người này thì mình phải hòa hợp. Chứ bây giờ mình cái này đúng thật sự là mình hơi quá đáng nè. Mình nhìn mình thấy mình quá đáng đó. Mình nói thay vì đúng là ổng cũng nói một cái câu y chang vậy nhưng mà cái cách ổng nói làm dễ chịu. Con cũng phải học. Trên ơi bây giờ mày phải học làm sao nhưng mà để mày cái cách mày thể hiện mày nói sao mà cho người đối diện người ta nghe người ta dễ chịu. Con muốn Trinh thay đổi một điều gì nữa thì có thể là hoàn hảo hơn hoặc có thể là sẽ tốt hơn cho Trinh, ví dụ vậy. Giống như cái nóng tính có cần phải bớt lại, tiết chế lại đúng không? Hiện giờ con thấy là gia đình con đã rất là ok rồi, con thấy con hài lòng về mọi thứ. Là không cần phải thay đổi gì. Dạ, con cũng chả cần phải thay đổi sửa gì lắm rồi con. Em cảm nhận hai bạn này có cảm giác như là hai bạn tự dung hòa cho nhau á. Thí dụ như bạn này thấy cảm giác tự cảm thấy mình làm cái này mình lố, cái mình tự tiết chế lại. Bình cũng vậy. Dạ. Thật sự tụi con quá trình tụi con quen nhau á là một cái quá trình mà mình tự đi lên nhiều lắm cô. Giống như hai đứa, trong hai đứa là đứa nào cũng có cái nhu cầu hoàn hảo cho bản thân. Mà tự giống như con thấy vợ con giỏi cái này, con sẽ gán con học theo cái tính giỏi đó của vợ con. Theo tính ngăn nắp. Ví dụ như vợ con blend cái này, con cũng gán con học. Ví dụ như mình không học được 10, mình cũng học được 4. Học cách mình, trước khi mình làm cái gì đó mình thử mình blend đi. Con thì con dở cái chuyện mà tính toán đường xá, con không bận tâm tới, đi đâu thì đi, tới thì tới. Rồi giờ mình bắt đầu mình tập tới plan, mình coi trước cái Google Map đi, rồi để mình dự trù cái thời gian đi. Rồi bắt đầu mình học những cái đó của vợ mình, còn vợ con thì tự học những cái cách giao tiếp của con. Cho nên là hai đứa cứ vậy học qua học lại rồi rồi bên cạnh đó mình học từ những người xung quanh nữa. Con thì con bản thân mình thích học hỏi lắm, cho nên là ai có đức tính gì tốt con sẽ sáp vô chơi với người ta. Rồi vậy giờ Bình còn cái Bình có cái tật xấu gì mà con muốn Bình thay đổi không? Tật xấu của ổng hả cô là hay quên. Ổng ngày xưa lúc mà con quen là nó anh não cá vàng quá, quên dữ lắm cô ơi. Ngay cả bây giờ đi đường con cũng phải chỉ đường mà. Nhớ đường đi vậy chứ. Có thể giờ mình không chú tâm á. Em không quan tâm tới đường xá cũng như trong đầu sẽ nghĩ những thứ khác. Rồi đi lạc làm sao em? Em giống như là những cái tuyến đường chính mình biết rồi. Là em đã định hình là đi con đường đó, đi đâu đi. Mình có lố qua khỏi tuyến đường chính đó, ok lỡ lố mình lo suy nghĩ vấn đề khác thì mình đi lại. Giống như con bị cái thói quen con bị nghĩ nhiều không phải như là cái việc gì nghĩ tào lao, như vấn đề ví dụ như hôm nay mình làm một cái việc gì đó hoặc là mình đóng một cái đó hoặc là mình nói một cái điều đó mình thấy ok chưa ta, xong cái lâu lâu cái mình giống như mình ở lên để mình suy nghĩ lại.
trong phần hỏi nó, ê sao tự nhiên hôm nay mình lại nghĩ như trong hoàn cảnh đó mình suy nghĩ vậy, mình cư xử vậy nó sẽ tốt hơn, nó sẽ hay hơn, nó sẽ có kiến thức hơn, nó sẽ này kia nọ, cái đầu cái lúc đó con sẽ tự tiếp thu cái kiến thức đó vô theo cái cách nghĩ khác, thì con cứ bị nghĩ suốt vậy đó, cho nên đúng, là lúc nào lái xe cũng là đúng. Con cũng không có bận tâm là phải đi đường này phải đi đường kia, cho nên là con khi lười lái xe là vậy, muốn hay đi xe máy thôi để chạy đâu chạy. Rồi giờ mới có một cái tật xấu là hay quên thôi, còn cái tật xấu gì, còn nữa, gì không? Nữa không? Dạ, một xấu nữa là mỗi lần mà có bạn bè đông quá là tao nói vô cuộc vui đó là quên hết mọi thứ luôn. Dạ. Ham vui đó, ham vui, ham vui đó. Đúng rồi. Đó, rồi cái thứ ba nữa là ham chơi đồ chơi. À thích chơi đồ chơi. Nhiều khi á hả sửa cô độ xe, độ tàu rồi nào tới 1 2 giờ sáng con nằm trên đây nhắn tin anh ơi lên ngủ đi. Em phải có anh ơi mới ngủ được mới lên. Chiếc xe đồ chơi để mình chơi. Dạ, xe đồ chơi mà ngày xưa á là ổng chơi đồ chơi tới giờ vẫn giữ từ lúc nhỏ luôn anh. Cái đó là sở thích. Dạ. Đó là mê. Là cái đó cũng không phải thật xấu đâu. Không phải là thật cái xấu. Cái đó một cá tính, một nhưng cái... mà thí dụ như 1 2 giờ khuya thì cũng kiểu như bị mê vậy đó anh, kiểu như em nhắc nhở Bình cái vụ đó đi, nãy em nhắc cái cặp kia rồi. Nhắc cặp kia rồi. Giống như nhiều khi người ta thích là người ta đi ra ngồi nhậu với bạn bè lai rai tới 1 2 giờ vợ kêu về, còn em không có nhu cầu em đi ra ngoài em nhậu, nhưng mà em thích vô cái phòng của em ngồi em sửa chữa em độ mọi thứ mà em cứ bị cuốn vô em cứ làm bài. Em bị cuốn quá mà em quên hẳn vợ em. Đúng rồi. Bây giờ được quyền quên cho tới lúc trinh nó xanh thôi đúng không? Đúng, dạ. Rồi, đúng rồi đúng rồi đúng rồi nữa mà có em bé một cái là đó bây giờ anh vừa sửa xe anh vừa ấy con đi em ngủ. Trời ơi mà bây giờ đâu phải mẹ la không đâu, con la nữa. Bé Mia nó cũng ba ơi ba đừng có vậy nữa, ba ơi ba đừng có kia nữa, em về em kia đó sửa đồ chơi hoài rồi. Con có mong Bình thay đổi điều gì không, bớt sửa đồ chơi rồi không? Những cái tật xấu của Bình á thì nó không phải là xấu mà giống như là không thay đổi được. Bây giờ người ta bị não các bạn hay quên rồi, ví dụ cái hôm qua ăn cái gì hay để đồ đâu ông không nhớ, ông chỉ nhớ những cái mà gọi là ông muốn nhớ thôi. Có những cái quan trọng đó, dạ những cái vấn đề nó xa 80 năm trước ông có nhớ ở mặc đồ gì làm sao, rồi cái chỗ đó ngồi ở đâu, bộ đồ đầu tiên con mặc gặp nhau mặc đồ gì ông cũng nhớ, con không nhớ. Nhưng mà những cái mà cần thiết ông nhớ thì ông quên, cho nên thôi cũng giống như cô nói là bù trừ cho nhau đó, bù trừ đó. Dạ. Coi như không cần thay đổi gì. Cho Quyền nó sửa đồ chơi tới 2 sáng đúng không? Thì nói rồi mai mốt là đừng có cằn nhằn nó nha. Bây giờ thì thật sự là con cũng thôi thay vì ông đi ngoài đường, biết ông ở dưới thì mình cũng là trong nhà, nhưng mà sau này có con rồi á, bây giờ anh nếu mà anh sửa ok anh coi cái máy con đi, cái màn hình đi, con có ọ ẹ gì mà đòi bú anh cho con pha sữa cho con bú để em ngủ, vẫn trách nhiệm là được đúng không? Trách nhiệm là được, đúng rồi. Dạ. Chứ thật sự thì ông Bình ông không có cái tính hư tật xấu gì, hút thuốc cũng không, nhậu cũng không, đi cà phê bạn bè đi đâu cũng nói con hết trơn á. Xem hoàn hảo vậy Bình, có nghĩa là giờ mình cố gắng làm sao mà con biến cái đam mê sửa đồ chơi của con thành cái đam mê thay tã cho em bé. Không thay tã cho khó con bú được người mê không, con mà là làm được hết không, mê con vẫn mê gái, được trai gái. Dạ con chưa nói được. Ủa vậy sao vậy? Được không, mà con cũng có thể có nhiều cái chưa nói ra trước được á chị. Dạ. À vậy hả? Nói chung là giờ con cứ biến cái đam mê đó thành qua cái đam mê này đi là đã lắm. Dạ, có bây giờ chị Vân thí dụ mình cho hai cái nó cùng song song được không? Vừa đam mê chơi đồ chơi vừa đam mê chăm em bé cũng được mà. Bản thân em giống như em mê đá banh. Bây giờ tự nhiên ai cắt mày không được đi đá banh nữa, em khó chịu cho người lắm. Thời gian đâu mà đi làm nghề? Mình sắp xếp được. Sắp xếp sao được? Sanh đứa ra đi rồi biết là nuôi mất thời gian cỡ nào. Thiệt được luôn. Được mà. Ủa anh có baby chưa? Anh có baby rồi, bé bầu ngư nhà anh được 3 tuổi thôi. À đúng rồi, bầu ngư. Là vợ của Ngoan vợ của Tuyên chăm chứ Tuyên có chăm đâu mà. Ồ, chị vậy là chị Vân chưa biết rồi, em chăm em bé giỏi lắm luôn á. Nhiều lúc bà nội là bé Hân đi công việc đi nguyên một ngày 24 tiếng đồng hồ một mình em chăm bầu ngư ở nhà mà. Không? Ăn ngủ tả đồ này nọ mình em lao hết. Là coi như sữa. Vừa chăm em bé nè. Dạ. Vừa đi làm nghề nè, vừa đi không, đá banh nè. Cái hôm đó em làm là không thể nào em đi làm nghề, không thể nào em đi đá banh được. Còn đây hả là hai chồng cùng làm nghề luôn đó. Đúng không? Còn mình đây còn có bé Hân ở nhà, còn đây nó hai đứa luôn đó. Nhưng mà là đam mê mà kêu cắt bỏ tội nghiệp không ta. Cái kiểu giận dung hòa được. Anh bảo vệ em cái này á. Biến đam mê thành cái đam mê khác thôi chứ không có cắt ha. Thật sự thì con nghĩ trong thời điểm hiện tại thì con vẫn rất là mong chờ em bé ra đời kia nọ, thật sự là sẽ có những cái niềm vui lúc đó nó lớn hơn, bắt đầu của mình sẽ cũng sẽ mình sẽ mình gác lại cái đam mê kia, nhưng mà ví dụ lâu lâu cuối tuần này kia mà mình đúng rồi. Thí dụ như bình thường tuần đá 3 trận. Bây giờ tuần cho đá 1 trận. Đó. Còn đây giờ sửa tính 2 giờ khuya thì giờ mình sửa 2 giờ chiều đi. Không thì em mới ngày hôm trước cũng nói với vợ, nói vài bữa đẻ đây chắc vài bữa ba hết đi đua xe quá con.
Xong cái thì mẹ cũng nói thì đâu có đâu, thì ví dụ như anh chăm con thì chăm con, cuối tuần anh có hẹn với anh em đi đua xe thì anh vẫn cứ đua xe đồ chơi á, đua xe điều khiển á. Nhanh lắm, tận tiếng rồi cô. Trời, tranh thủ lắm, ví dụ như buổi trưa như bà Trinh bà đi bà tập yoga ở nhà đi là dắt xe chạy ra đóng mấy cái rồi xong là chạy cái về thì là thỏa đam mê rồi, sướng rồi đó. Cái thời gian đua nó không có nhiều, thời gian sửa nó mới mất đâu. Dạ, chứ còn cái thời gian đua nó có bao nhiêu. Nói chứ nhìn hai đứa thấy hạnh phúc lắm á. Chương trình nó chỉ mong muốn là tụi con sẽ hạnh phúc như thế này mãi nè. Dạ, rồi em bé sanh ra coi như mẹ tròn con vuông nè ha. Dạ. Mau ăn chóng lớn nè ha. Rồi nó sẽ là một cái gọi là thiên thần xuất hiện trong gia đình để mà gọi là một chất keo kết gọi là kết dính hai đứa càng ngày càng dính lại với nhau. Dạ, chặt ha. Dạ, thấy cái suy nghĩ của mình là Trinh dày cứ cái đà này mà cứ phát triển và ngày càng gắn kết nhiều hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa là ok. Dạ, cảm ơn anh Tiên.